Xin chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay đoạn đường lên đỉnh Hà Giang. Đây là một con đường hiểm trở bởi những khúc cua, cảnh quan rất là tuyệt vời các bạn. Đi trên đường, nhìn từ trên đỉnh dốc xuống rất là đẹp và có sự cuốn hút. Đến với Hà Giang, du khách sẽ được chụp ảnh thỏa thích giữa những thửa ruộng bậc thang và thưởng thức rượu cần hấp dẫn. Và sau đây Tăng Alex sẽ quay phong cảnh của núi rừng Hà Giang, mong các bạn đón xem. Thiên nhiên ban tặng cho đất nước chúng ta.